Em xin kính chào các bác yêu lan trên toàn quốc ạ. Cũng rất là lâu rồi. Hôm nay thì em xuống rất là nhiều những cái siêu phẩm đẹp gửi đến các bác mình trên live ngày hôm nay nhé. Các bác anh chị mua hàng thì mình kết nối trực tiếp đến số 0977 ạ, 842 981 các bác nhé. Mở đầu live thì em mời các bác ngắm đó là một cái chậu cát. Đây. Ở trước màn hình thì em có một cái chậu vua mèo rất đẹp. Gọi là mở đầu live em sale các bác nhà mình bằng 460.000 ạ. 460.000 cho một chậu vua mèo nhé. Đó, các bác mua hàng thì mình kết nối trực tiếp đến số 0977 842 981 các bác nhé. Và mã tiếp theo thì em có một duy nhất một cái giò trâu rừng hòn hèo. Phải nói là cây rất đẹp các bác ạ. Đã nuôi vườn lâu năm rồi nhé. Các bác nhìn này, cái cặp lá này. Con này nó xiên rễ thì nó bị bể cái lá này các bác nhé. Bán đẹp lắm. Đó, năm ngoái thì ra hoa ra cả quả này. Duy nhất một siêu phẩm trâu hòn hèo thì em sale các bác mã này bằng 620.000 ạ. 600.000 thì các bác ơi, thanh lý các bác 600.000 nhé. Duy nhất một trâu rừng hòn heo. Và mã tiếp theo thì em có một cái giò trâu rừng này, nó nhỏ hơn này, thì gọi là em thanh lý các bác thôi 150.000 thôi. 120.000 thì các bác ơi, thanh lý các bác 120 cho một cái con trâu rừng này nhé. Mã số 2. Đây là mã số 1 nhé, một con trâu hòn heo này. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm, đây là một cái giò nhạn rừng buôn đôn rất đẹp. Đây là cái dòng nhạn rừng buôn đôn, hoa thơm, size các bác nhé. Siêu phẩm nhạn rừng buôn đôn lá mít xếp, em chia sẻ các bác bằng 550.000 ạ. Đó, 550.000 cho một siêu phẩm nhạn rừng buôn đôn nhé. Và mã tiếp theo nó là một cái giò kiều tím yên tử, em mời các bác ngắm. Đây một cái dòng kiều hoa tím rất đẹp. Đó, kiều tím yên tử. Và đối với kiều yên tử thì thân nó không bao giờ to các bác ạ, thân không to. Một chậu kiều phải nói siêu sum và đẹp. Đó, em chia sẻ các bác bằng 2.380.000 ạ. 2.380.000 cho một siêu phẩm kiều tím yên tử ạ. Rất đẹp các bác nhé. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái mã đai trâu mix màu có mã số là C1. Đó, đối với C1 thì nó là một cái lũa được 3 cây hàng Thái mix màu. Nó dao động một cái cây to các bác tầm 580 đến 600.000 một cây rồi. Thậm chí là 750 một cây to như thế này các bác ạ. Thì em sale các bác mã này 3 cây với giá là bằng 860.000 các bác nhé. 860.000 cho một lũa đai trâu mix màu mã số C1 ạ. Mã số C1 các bác nhé, 860.000. Và mã tiếp theo đó là mã số C2 các bác. Đây là cả một cái tác phẩm này. Đấy. Các bác ơi, thấy hoa là thấy Tết, nghinh xuân đón Tết nhé. Đấy, mã số C2 đang rất là nhiều nụ các bác ạ. Toàn bộ là cây mít nhiều màu nhé. Đó, nên em sale các bác mã số C2 bằng 2.450.000 ạ. 2.450.000 cho mã số C2 các bác nhé. Đấy, bao gồm được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 các bác ạ. Cả mẹ bồng con bằng 9 các bác nhé. Rất đẹp, đang nụ này. Đấy, mã số C2 bằng 2.480.000 ạ. 2.480.000 mã số là C2 các bác nhé. Và tiếp theo đó là một giò kiều tím miền Bắc của vùng miền Thanh Hóa. Em chia sẻ các bác mình mã này là bằng 3.680.000. Một siêu phẩm kiều tím lá mít rất to. 3.680.000 các bác ạ. Đó, tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu kiếm Phan Trí nhé. Đối với cái dòng kiếm thì mọi người cũng biết rồi. Kiếm là một trong những dòng phong thủy tài lộc, chơi để giữ tiền tài, gọi là phong thủy các bác ạ. Đấy, các bác có nhu cầu trấn thủ vườn thì các bác dinh cái em này chốt cho em nhé. Hoa thì tại chậu các bác cũng đã được ngắm rồi. Em có duy nhất một siêu phẩm Phan Trí khủng. Chia sẻ các bác cũng bằng 2.380.000 ạ. Rất to các bác ơi. Con này nó to lắm. Đó, các bác về có thể tách nhân chậu thoải mái nha. Thực ra là nó quá to các bác ạ. 2.380.000. Một giò kiếm Phan Trí rất đẹp. Và mã tiếp theo thì em có một chậu xích long kiếm. Đây, vừa mới hết hoa xong các bác ạ. Duy nhất một chậu xích long kiếm thì em sale các bác mã này bằng 299.000 các bác nhé. Này, củ mông mang sừng rất đẹp. 299.000 ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái giò lan này. Đây, một cái giò Tây Thiên Núi Chúa. Phải nói là rất đẹp, nó là dòng bệt. Và đối với cái bông bệt này thì nó to hơn cái dòng ma bó các bác ạ. Cánh nó to hơn, cánh mai. Em sale các bác một cái giò Tây Thiên Núi Chúa với giá là bằng 380.000 ạ. 380.000 các bác nhé. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm đó là một cái giò nù tam bố. Đây, đây một cái siêu phẩm nù tam bố các bác nhìn thấy thân này. Thân mía phải nói rất là đẹp các bác ạ. Vừa rồi đây thì những cái cơn lũ và những cái đợt bão thì cũng càn quét đi rất là nhiều các bác ơi. Hôm nay nó còn sót lại nhé.
chia sẻ các bác nhà mình một giò nụ tam bố VIP với giá là bằng 620.000 ạ. 620.000 cho một siêu phẩm nụ tam bố ạ. Và mã tiếp theo nó là một chậu hồng yên thủy các bác ơi. Đây. Đây là một cái top lan va ngày xưa tiền tỷ. Hôm nay thanh lý các bác mã này bằng 450.000 cho một chậu hồng yên thủy nhá. Hồng yên thủy các bác ạ. Và tiếp theo đó là một cái giò cửu long cao phong ạ. Đấy. Em chia sẻ các bác một siêu phẩm cửu long cao phong với giá bằng 380.000 nhá. Cửu long này nó là cái top size hoa nhiều hoa và rất là đẹp. Em sale các bác mình là bằng 380.000 cửu long cao phong ạ. À, mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu bệt ngũ sắc này. À, trong cái dòng bệt thì ngũ sắc thì nó rất là đẹp các bác ạ. Đấy. Nên các bác sưu tầm thì các bác alo trực tiếp cho em nhé. Bệt ngũ sắc. Đây là một cái siêu phẩm rất đẹp thì em sale các mã này 680.000 nhé. 680.000 các bác ạ. Mã tiếp theo thì em mời cả nhà mình ngắm đây một cái chậu cửu đỏ. Cửu thì hoa nó rất là đẹp các bác ơi, cửu đỏ nhé. Cửu đỏ bông to cánh dày các bác ạ. Đây, em mời các bác ngắm lại khuôn hoa của cửu đỏ này. Đấy, ở những cái like trước khách thì em lấy còn không đủ đơn để mà chia. Đây là cái dòng cửu đỏ hôm nay em còn sót lại đúng có một chậu hai cây. Đấy, và cái cây này hôm trước nó trồ cái quai này vào mép lá nó bị rách này. Đấy. Ở dao động này em bán 550 một cây, em thanh lý các bác chậu này 380.000 các bác ạ, 380.000 cửu đỏ nhé, cửu đỏ. Và mã tiếp theo thì em có một chậu bệt kỳ hoa này các bác này. Kỳ hoa này nó bị chuột nó cắn ngọn các bác ạ, nên nó bị lỗi. Đây các bác ơi, các bác về chăm này, chuột nó cắn hết ngọn này cho em nhé. Em sale các bác mã này bằng 380.000. 380.000 các bác kỳ hoa nhé. Và mã tiếp theo thì em có cái combo 5 cành trắng lộn xộn các bác ạ. Đây. Phải nói là làm cẩn thận, rất kỳ công và công phu rồi. Nhưng mà gọi là cái mã tinh lý thì em sẽ nhổ kỳ các bác nhé, nhổ kỳ. Nói chung là nó rất là ổn định về các bác chỉ sang lễ chậu thôi. Đấy, nhổ kỳ trong này là 5 cành trắng lộn xộn có lẫn cả cờ đỏ và bảo duy đấy. Thì em sale các bác mã này này. Con này nó cũng chuột cắn ngọn em cắt đi. Gốc nó vẫn để ở mầm các bác nhé. Nên là 9 chậu. Em thanh lý các bác bằng 199.000. Combo mã số 1 nhé. Và tiếp theo nó là một chậu cửu bảo tiên các bác ạ. Cửu này nó là cửu tím. Thanh lý các bác 400.000 một chậu nhé. Cửu tím ạ. Cửu tím 400.000 một chậu. Một chậu cáo đỏ đẹp này. Cáo đỏ Bắc Cạn này. Thanh lý các bác 420.000 một chậu nhé. Cáo đỏ Bắc Cạn ạ. Đây cáo đỏ Bắc Cạn các bác nhé. 420.000 một chậu. Ở ngoài ra thì còn rất là nhiều những siêu phẩm đây các bác ơi. Siêu phẩm nhạn tháng 8 Gia Lai này. Vừa hết hoa xong các bác nhé. Đây hoa chính chủ tại giò rồi. Này mẹ bồng con đẻ một búi này. Siêu phẩm hoàng nhạn tháng 8 thì em thanh lý các bác mã này là bằng 4.850.000 ạ. Thanh lý đấy các bác ơi. Trên một cái cục lũa phải nói là nó khá ngoằn nghèo nhưng mà em thanh lý nhá. Đây đẻ một búi con các bác này, cả đàn này. Đàn con. Đấy, thanh lý các bác 4.850.000 ạ. Nhạn tháng 8 mã số A1 nhé. A1 các bác ạ. Và đây là cái combo 5 cánh trắng mã số 2 ạ. Đó vẫn là combo 5 cánh trắng lộn xộn các bác nhé. Em có đúng hai cái combo này. Nên thanh lý các bác cũng bằng 199.000 một chậu. À 199.000 cho một cái combo 9 chậu này. Có lẫn cả bảo duy và cờ đỏ nhé. Có cả đại tướng. Nói chung là hàng lẫn lộn. Đấy nó về các bác chỉ cần lên chậu. Cái này là em nhổ kỳ nhé. Nhổ kỳ ạ. 199 ạ. Và tiếp theo nó là một cái chậu vua cương sơn rất đẹp các bác ơi. Một chậu cát. Đây là cát vua cương sơn này. Nên thanh lý các bác chậu này 480.000 một chậu nhé. 480.000 cho một chậu vua cương sơn. Nó là cái tốt cát lan cát ba. Siêu đẹp. Còn đây một chậu cát tím này. Siêu phẩm cát tím các bác ơi. Bông to bằng cái bát dòng cát thơm nhá. Sale các bác mã này 460.000 cát tím ạ. 460 ạ. Và mã tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cây trâu màu đỏ bò sữa. Một trâu đỏ bò sữa đơn thân siêu đẹp. Chia sẻ các bác bằng 750.000 ạ, 750 các bác nhé. Này một chậu cô kỳ xưa này. Hàng đẳng cấp các bác này, mẹ bồng con này. Sale các bác mã này 680.000 nhá. Này, các bác nhìn cho em nó phê rồi. 680.000 cô kỳ xưa ạ. Đấy, và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái siêu phẩm hoàng nhạn A3. Siêu phẩm hoàng nhạn A3 hàng rừng các bác nhé. Các bác nhìn cho em này. Bản lá to, có những con bản lá như cây 4N luôn. Đây cả một cái tác phẩm hoàng nhạn A3. Đó, chia sẻ các bác mã này, mã V1 nhé. Nó là hàng VIP. Siêu phẩm hoàng nhạn A3 các bác nhé. Hàng rừng VIP. Em chia sẻ bằng 2.480.000 ạ. 2.480.000 cả một cái cực phẩm. Ngày xưa các bác mua một thân nó tầm 1.8-2 triệu rồi. Đấy, em chia sẻ các bác mã này bằng
2.450.000. 2.450.000 hoàng nhận A3 các bác nhé. Cái này nó là hoàng nhận A3. Và tiếp theo nó là một cái mã hoàng nhận tháng 8 nữa các bác ạ. Rồi. Nhận Gia Lai này. Các bác ơi, nó vẫn đang nụ con này chơi Tết nhá. Cái dòng này là dòng hoa xuân tháng 8 nhá. Đấy, con này thì đang nứt nụ rồi nhé. Đấy, nói chung là em chia sẻ các bác một lũa 3 cây này, mã số A1 bằng 1.860.000, 1.860.000 các bác ạ. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cái chậu 4N Mitsu nhé. Đây, mã số 1 các bác ơi, các bác nhìn cái bản lá này. Gọi là siêu su, cây này dao động thị trường người ta bán 650. Nên cả một chậu VIP này nhá, mã số 1 4N VIP nha. Em chia sẻ các bác bằng 680.000 ạ, các bác nhìn cho em siêu đẹp. 680.000 cho mã số 1 nhé. Và tiếp theo là một chậu kiếm xanh Huế các bác ạ. Đây. Xanh Huế hoa thì đã tại chậu của các bác nhé. Nên là các bác yên tâm về phần chất lượng, khỏi phải bảo hành hoa. Các bác anh chị mình đã ngắm hoa tại giò rồi. Để hôm nay thì sale các bác mã này bằng 299.000 cho một chậu xanh Huế mã số 1 này. Đây, xanh Huế mã số 2 các bác, con này nụ dài nhá. Con này nụ được một nói chung là 5 sen các bác ạ. Đây, hoa đây thì vừa hết này. Mã số 2 thì các bác ơi đẹp lắm. Mã số 2 em chia sẻ các bác 380.000 nhá. 380.000 cho mã số 2 các bác, xanh Huế này. Xanh Huế mã số 2 nhé. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm, đây vẫn là một chậu nhãn Gia Lai đang nụ này. Đây các bác ơi, đang nụ như thế này nhé. Không, các bác lại bảo trả chuẩn này, vừa mới hết hoa này. Đấy, cây thì vẫn đang lên nụ nhé. Chia sẻ các bác mã này là mã số A10. 1, 2, 3, 4, cả bồng con nữa là 5. Cả bồng con bằng 5, em sale các bác mã này bằng 2 triệu nhé. 2 triệu, quá là rẻ các bác ơi. Này, hoa thì tại chậu mị bồng con, không lại bảo không chuẩn nhé các bác nhé. 2 triệu. Đấy, mã số A20 đi cho nó dễ nhé. A20, còn đây là một cái chậu em chia sẻ các bác một siêu phẩm hoa hoàng lửa rất là đẹp. Đây, một trong những cái mặt bông to cánh dày và vòm hoa của nó rất là sắc các bác ạ. Đây, phượng hoàng lửa nhé. Hoa quanh năm các bác ơi. Phượng hoàng lửa hoa chơi quanh năm, một năm ba vụ hoa, các bác nhìn cho em siêu đẹp. Đấy. Ánh nắng nó chiếu hơi mờ các bác ạ. Đó, nên các bác anh chị mình sưu tầm thì mình kết nối trực tiếp qua Zalo cho em nhé. Mã số 1. Ở đây mã số 2 các bác ạ. Em bình thường em chia sẻ mọi người ấy, cứ 280, 300.000 một cây. Mã số 1 này 2 cây, em sale các bác 390.000. Mã số 1 nhé. À, mã số 2 ạ, mã số 2 xin lỗi, còn đây mã số 1 một cây đơn này. Mã số 1 là một cây đơn, em thanh lý các bác 199.000 một chậu. 199 các bác ạ. Còn đây vẫn là một chậu hoàng nhạn tháng 8 nữa các bác ơi, nó vừa hết hoa tại vì hoa nó quắt rồi. Hoa nó quắt rồi các bác ạ. Nên em sale các bác mã này 1.6 nhá, 1.6. Nhạn tháng 8 cho mã số A18. A18 các bác ạ, hoàng nhạn tháng 8 nhé, VIP. Đó, tiếp theo đó là một chậu kiều tím Bắc mã số K1. Kiều tím miền Bắc nhé các bác ơi, siêu VIP, hoa tím siêu đẹp. Em chia sẻ các bác mã này 980.000 nhé. K1 980.000 các bác ạ. K1 là siêu phẩm hoàng nhạn tháng 8 VIP, 980.000. Và tiếp theo thì em mời các bác ngắm một cây 4N đơn thân. Đây, trước màn hình duy nhất một cây 4N đơn thân các bác. Lá xoáy này, và lá rất là to và đẹp nhá. 4N các bác nhìn cho em cái cây này. Đây. Mặc dù nó gãy ngọn nó để con các bác này. Đấy. Một cây 4N đơn thân thì em sale các bác mã này 360.000. 360.000 nhá. Đây, một chậu tháng 8 nữa, một chậu tháng 8 Gia Lai nữa. Em sale các bác mã này. Hoa vừa mới tắt chưa kịp khô vòi đó các bác, này vừa mới tắt xong. Mã số A19 chia sẻ các bác 1.550.000 nhá. A19. Và mã tiếp theo đó là một cái giò đai châu có mã số là C9 các bác. C9 một lũa đai châu nhé. Mix màu đẹp lắm các bác. Phải nói siêu nụ hoa các bác ơi. Này, phải nói siêu nụ hoa, có những cây 3 vòi các bác. Đây, 1, 2, 3 vòi các bác này. Chơi hoa chuẩn Tết nha. Này, toàn bộ là 2 đến 3 vòi các bác. Cây nào cũng rất là nhiều nụ. Mã số C9 em chia sẻ các bác bằng 1.680.000 nhé. 1.680.000 mã số C9 á. Ở siêu tác phẩm đai châu hoa Tết ạ. Chúng mà thấy hoa là thấy Tết các bác ơi, nghinh xuân đón Tết nhé. Dạ, các bác anh chị mình mua hàng thì mình kết nối trực tiếp đến số 0977 ạ, 842 981 các bác nhé. Đó, số điện thoại thì bên em đã ghim trên live rồi, mình kết nối hoặc là trực tiếp qua Zalo nhé. Còn mã tiếp theo của em là cái mã số đai châu màu đỏ. Đây các bác, là một cái màu đỏ ớt này, nó rất là tươi. Đấy, một cái rề đai châu mà đã được nuôi trên lũa mẹ con.
nuôi trên lũa hơn 5 năm nay rồi các bác ạ. Đây các bác nhìn cái lũa đây, trâu nó chắc chắn này. Đây hàng cây mẹ bồng con các bác nhá. Này. Mẹ bồng con đây là cái dáng móc câu các bác ạ, móc câu. Đấy, dáng móc câu thác đổ đẹp. Đó, em chia sẻ các bác mã này là bằng 750 các bác nhá, 750. Các bác nhìn cái lũa đây trâu nó đẹp lắm. Đây hàng đã nuôi vườn hơn 5 năm rồi. Đang nụ nha các bác ơi, đang nụ nhá. Đấy, em chia sẻ các bác bằng 750 một cây đai trâu mẹ con. Đấy, mã số là C30 có nhá, C30. Đấy, đai trâu mẹ con em chia sẻ các bác bằng 750 ạ. Và mã tiếp theo của em là một chậu hoàng nhạn tháng 8 Gia Lai các bác ơi. Hàng này nó là hàng cục nguyên bản đấy. Cục nguyên bản mẹ con này các bác, cây nó hơi thiếu chất nhá mọi người nhá. Nói chung là nó hơi thiếu chất, gọi là thiếu nước, thiếu tất cả các vitamin, thiếu chất các bác ạ. Thì em sell các bác mã này 1,6 triệu rồi. 4 con nhá. 1, 2, 3, 4 con nguyên bản đấy. Em chia sẻ các bác 1.600k đâu gọi là thanh lý. Dạ các bác anh chị mình mua hàng thì mình kết nối trực tiếp qua Zalo hoặc gọi điện đến số 0977 842 981 các bác nhé. Em xin cảm ơn các bác ạ.